chúng ta của 8 năm sau, Ái Phi quay trở về. Những tưởng, những hiểu lầm, rồi ân oán của 8 năm trước đã xong xuôi lặng sóng. Nhưng bất ngờ, sự xuất hiện trở về của Lâm như là cái rốn của vũ trụ, kéo theo mọi ân oán quay trở về. Chị gái Ái Phi đã xuất hiện về nước và không ai khác, chị lại chính là vợ cũ của sếp Lâm. Chính năm xưa, Ái Phi là người đã đẩy ông Quảng vào tù, khiến cho giờ đây mọi việc vẫn còn nhiều ân oán. Đặc biệt, giờ đây tuy đã ly hôn nhưng Ái Phi vẫn là người nắm giữ cổ phần lớn của công ty Giang Khánh, và cô bất ngờ lo lắng khi thấy cả Lâm và Dương cũng vào đây làm việc. Sau những sự quyết liệt của cô giáo Nguyệt về thái độ và cách hành xử của cô học trò cá biệt Lan Nhi, cuối cùng thì bố của Lan Nhi cũng được gọi điện phàn nàn tới Ái Phi, và rồi cô ả đã xuất hiện quay trở về. Năm xưa, chính vì yêu Lâm mà cô đã quay trở về làm mọi thủ tục để ly hôn chồng. Nhưng vì thủ tục rườm rà kéo dài nên Ái Phi đã để lỡ mất Lâm. Khi bỏ chồng xong quay về thì Lâm đã có Dương bên cạnh. Và khi biết Dương lại chính là con ông Quảng, kẻ thù của bố mình, cô ả đã vui vẻ tác duyên cho cả hai và tiết lộ tội lỗi 6 năm trước của ông Quảng cho Lâm biết, hòng tìm mọi cách lợi dụng cả hai để trả thù ông Quảng. Để rồi khi sự cố Lâm, Dương xảy ra, chính ả ta cũng là người đã tống ông Quảng vào tù. Và giờ đây, khi quay trở về họp phụ huynh cho con, Ái Phi đã vô tình chạm mặt lại Dương. Không những thế, khi trở về công ty thì ả ta lại còn bất ngờ khi cả Lâm, Dương lại đang làm việc tại công ty Giang Khánh. Tuy đã ly hôn, nhưng Ái Phi vẫn đang nắm giữ cổ phần lớn tại công ty và có quyền lớn trong mọi quyết định. Cuộc gặp lại của những mối lương duyên ở quá khứ như oan gia ngõ hẹp. Không chỉ giờ đây là sự đối đầu của Dương và Ái Phi, khi Dương đã biết rõ được âm mưu quá khứ của chị Ái Phi, mà còn khiến cho mối quan hệ giữa Lâm và sếp rơi vào khó xử khi năm xưa chỉ vì Lâm mà khiến cho hôn nhân của cả hai đổ vỡ. Ái Phi giờ đây với Dương lại trở thành kẻ thù của nhau. Cô ả đã tìm mọi cách để gây khó dễ, hòng đuổi việc Dương. Thậm chí cô ả còn tiếp tục hẹn hò với Lâm, gây hiểu lầm không chỉ với Dương mà còn khiến chồng cũ của mình vô cùng tức tối. Liệu rằng ai sẽ là người đứng ra vạch mặt cô ả và bắt ả ta phải trả giá bởi những âm mưu thâm độc năm xưa? Mời bạn cùng đón xem các diễn biến hấp dẫn tiếp theo trên sóng VTV3 vào 21:40 các tối 2-3-4 hàng tuần. Đừng quên đăng ký và theo dõi ông chú review để là những người đầu tiên nắm những thông tin mới nhất từ bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.